Lời đế tư Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. tin tình báo của cục tình báo bộ quốc phòng anh hàng loạt tướng nga bị cách chức cục tình báo bộ quốc phòng anh vừa công bố bản tin tình báo mới nhất theo đó hàng loạt tướng lãnh nga bị cách chức một số tướng lãnh đột nhiên biến mất trong một thời gian dài không rõ họ còn sống hay đã chết được điều động đi nơi khác hay đã bị bắt xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang việt ngữ qua phần trình bày của kim phượng hiệu suất kém của các lực lượng vũ trang Nga trong cuộc xâm lược Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho giới lãnh đạo quân sự Nga. Rất có thể đã dẫn đến việc cách chức ít nhất 6 tướng lãnh cao cấp của Nga kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2 năm nay. Chỉ huy các quân khu phía đông và phía tây của Nga rất có thể bị mất chức. Thượng tướng Alexan Chayko bị cách chức tư lệnh quân khu phía đông vào tháng 5 năm nay. Thượng tướng Alexan Yuralev, người đã chỉ huy quân khu phía Tây từ năm 2018, đã vắng mặt trong ngày Hải quân Nga ở St. Petersburg vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 và rất có thể đã bị thay thế bởi Trung tướng Vladimir Kochekov. Đại tướng Alexan Vladimir Boris đã bị cách chức sau khi được trao quyền chỉ huy tổng thể chiến dịch ở Ukraine và Đại tướng Sergei Surovikin đã nhận quyền chỉ huy tập đoàn quân phía Nam từ Đại tướng Gennady Velerevich -Ditko. Những việc sa thải này còn trầm trọng hơn khi tính đến ít nhất 10 tướng Nga thiệt mạng trên chiến trường Ukraine. Ảnh hưởng tích lũy đến tính nhất quán trong chỉ huy có thể góp phần gây ra những khó khăn về chiến thuật và hoạt động của Nga. siêu xe tăng của Nga được chứng thực là hết siêu, nổ tung trên những cánh đồng của Ukraine. Trong bản báo cáo tối Chủ nhật ngày 7 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 3 xe tăng, 4 thiết giáp, 3 hệ thống hỏa tiễn hàng loạt, 5 hệ thống phòng không, 8 trực thăng và 8 tàu thuyền của Nga bị phá hủy. Trong 3 chiếc xe tăng bị phá hủy, có một chiếc siêu xe tăng T-90 trị giá 3.7 triệu Mỹ Kim bị nổ tung trên bầu trời khá kiếp khi lực lượng bộ binh Ukraine bắn trúng kho đạn bên trong, gây ra một vụ nổ lòng trời. Vũ khí chiến tranh trị giá 3.7 triệu Mỹ Kim được cho là một trong những loại xe tăng hàng đầu thế giới. Nhưng hàng loạt vụ phá hủy kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu đã khiến huyền thoại này trở nên đáng nghi ngờ. Xe tăng T-90 của Nga có biệt danh là Vladimir là loại xe tăng tiên tiến nhất của Nga, được đưa vào sử dụng từ năm 1992. Việc sản xuất loại xe tăng này đã được đẩy mạnh vào cuối những năm 2000. Nguồn tin tình báo mở Onis cho biết, ít nhất 20 xe tăng T-90 của Nga đã bị phá hủy trong cuộc xâm lược vào Ukraine. Bên cạnh đó còn có hai chiếc T-90M tiên tiến, được chế tạo lần đầu vào năm 2016 cũng bị bắn cháy. T-90 em là phiên bản mới nhất của loại xe tăng T-90, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 2016. Nga được cho là có khoảng 1.000 chiếc T-90 và T-90 em cộng chung, so với khoảng 5.000 chiếc T-72. Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 6 tháng 8, quân phòng khủy Ukraine đã phá hủy 1.805 xe tăng, 4.055 thiết giáp, 958 hệ thống pháo, 260 hệ thống hỏa tiễn hàng loạt, 132 hệ thống phòng không, 223 máy bay, 191 máy bay trực thăng, 750 máy bay không người lái tác chiến, chiến thuật, 182 hỏa tiễn hành trình, 15 tàu thuyền, 2.978 phương tiện vận tải và xe chở nhiên liệu và 86 đơn vị thiết bị đặc biệt của Nga. Phần lớn những chiếc xe tăng bị bắn cháy trong ngày đầu cuộc chiến 24 tháng 2 là các chiếc T-72. Đoạn phim đầu tiên xuất hiện về việc T-90 bị binh lính Ukraine phá hủy xuất hiện vào đầu tháng 5. Tuy với một số tổn thất nhưng đã khiến Kyiv phấn khích, đặc biệt phía Nga cũng thừa nhận vụ bắn hạ này. Vài ngày sau khi chiếc T-90 đầu tiên bị phá hủy, một chiếc thứ hai trong số những chiếc siêu xe tăng này đã bị phá hủy với một bệ phóng hỏa tiễn của Thụy Điển trị giá 21.700 Mỹ Kim. Chiếc thứ ba được tường trình đã bị nổ tung bởi một quả hỏa tiễn trị giá 480 Mỹ Kim. Những chiếc xe tăng tiên tiến của Nga có một bộ phận nạp đạn tự động, cho phép nó bắn rất nhanh so với trường hợp xạ thủ phải tự nạp đạn, đồng thời tiết kiệm được nhân lực đi trên xe. Tuy nhiên, vì có bộ phận nạp đạn tự động, chiếc xe tăng đời mới của Nga có một kho đạn trong chiếc xe tăng. Bắn trúng kho đạn đó, chiếc xe tăng nổ tung siêu xe tăng trở nên hết siêu. Đồng thời, nỗi kinh hoàng nhất của lính thiết giáp trên những chiếc xe tăng tiên tiến này là chết mất xác khi vụ nổ xảy ra. Khu vực Kherson gần Crimea đã nằm dưới sự kiểm soát của Điện Cẩm Linh kể từ ngày 2 tháng 3 sau trận chiến đậm máu kéo dài 6 ngày. Tuy nhiên, những kẻ xâm lược đã phải đối mặt với sự phản công dữ dội của Ukraine trong những tuần gần đây. Và Kyiv hiện tin tưởng rằng họ sẽ giải phóng khu vực vào tháng 9. Theo cập nhật tình báo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 8, các đoàn xe dài tiếp tục di chuyển khỏi khu vực Donbass của Ukraine và đang hướng về phía Tây Nam. Cục tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn bao gồm từ 800 đến 1.000 quân đã được triển khai đến Crimea và gần như chắc chắn sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga ở khu vực Kherson các lực lượng Ukraine đang tập trung tấn công vào các cây cầu, kho đạn dược và các tuyến đường sắt với tuần sức ngày càng tăng ở các khu vực phía nam của Ukraine. Cuộc chiến của Nga đối với Ukraine sắp bước vào một giai đoạn mới, với cuộc giao tranh nặng nề nhất chuyển sang chiến tuyến khoảng 350 km trải dài về phía tây nam, từ gần Zaporizhia đến Kherson, song song với sông Dnepr. Trong khi đó, đoạn phim được Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng lên Telegram cho thấy hỏa tiễn của Ukraine đang tấn công một nhóm xe bọc thép của Nga, có khả năng nằm trong đoàn xe dài được cho là đang trên đường đến Kherson. Đồng minh Putin dọa giết nhà báo Đức đưa tin từ Ukraine. Trong một diễn biến đang gây xúc động mạnh trên thế giới, một dân biểu Nga đã lên tiếng mạ lị và dọa giết một ký giả người Đức vì anh này tường trình về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin Ali threatens to kill German journalist reporting from Ukraine, nghĩa là đồng minh Putin dọa giết nhà báo Đức đưa tin từ Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga dừng biểu Alexei Zhuravov, thành viên Duma, tức là Hạ viện Nga và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, gần đây đã đe dọa giết một phóng viên người Đức đưa tin về cuộc chiến Nga và Ukraine. Kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Điện Cẩm Linh đã thẳng tay đàn áp quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Nga, và những người lên tiếng phản đối cuộc chiến đã phải đối mặt với sự đàn áp. Trong khi đó, truyền hình do Điện Cẩm Linh hậu thuẫn đã trở thành kinh truyền thông chủ chốt của các nội dung tuyên truyền ủng hộ chiến tranh, thường đưa ra những lời đe dọa chống lại phương Tây. Trong lần xuất hiện trên chương trình thời sự 60 Minutes của Nga, Zhuravlov, lãnh đạo đảng Rodina ủng hộ Putin, đã đưa ra lời đe dọa đối với John Trissel, phóng viên của hãng tin Đức Bald, người đã đưa tin về cuộc chiến từ Ukraine một đoạn video về những xét của ông đã được nhà báo Julia Davis, người theo dõi hoạt động tuyên truyền của Nga, đăng lên Twitter hôm thứ Bảy. Tôi không quan tâm, tôi muốn nói với tên Đức Quốc xã này rằng, quỹ tha ma bắt mày, tất cả chúng ta sẽ đến và giết tất cả các người, ông ta nói trong video được dịch bởi Davis. Tuy nhiên, những xét của anh ta đã nhận được một số phản đối từ người dẫn chương trình truyền, truyền hình nhà nước Nga Yevgeny Popov, người đã mắng anh ta vì đe dọa người khác trong chương trình của chúng tôi. Họ là những nhà báo, họ là những người tuyên truyền, nhưng chúng ta đừng như thế, đừng giết ai cả, anh ta nói. Tuy nhiên, dân biểu Zuralov cho biết anh ta không quan tâm khi người ta chỉ trách anh ta việc đe dọa giết các nhà báo những người thường được coi là dân thường và hành động hăm dọa họ bị coi là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Nga đã phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh bao gồm các cuộc tấn công có chủ đích vào các nhà báo và dân thường khác trong những tháng gần đây và hơn một chục tổ chức đang điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Nga. Trong một tuyên bố với Newsweek, Trio đã lên án những lời đe dọa mà nhà lập pháp Nga đưa ra. Anh nói lên rất nhiều điều về xã hội Nga khi có một chương trình kỳ quặc như vậy là chương trình tin chính yếu của họ. Mặc dù những lời đe dọa chống lại những người phương Tây như tôi là điều đáng buồn cười. Nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta cần nhớ là cái chế độ sử dụng những tên hề thảm hại như thế. Đang hàng ngày tra tấn và giết hại người Ukraine và tống giam các nhà báo Nga dũng cảm như Vladimir Karamuza hoặc giết họ như đã làm với Anna Polikosia những người dẫn chương trình bao của Đức trong buổi phát sóng của chính họ đã lên án Zuralov vì đã đe dọa một trong những người của họ. Một người dẫn chương trình cho biết chúng tôi đã phát hoảng ở đây khi nhìn thấy những gì tuyên truyền viên nga đang làm. Các họ nói về phóng viên tuyệt vời của chúng tôi. Đồng thời cho biết thêm rằng. Mối đe dọa này theo sâu một báo cáo từ Trizol về việc quân đội Ukraine đã sử dụng các loại pháo do Đức cung cấp trên tuyến phòng thủ của họ. Một số nhà báo từ Ukraine và các báo cáo nước ngoài đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược. Quân đội Nga phải đối mặt với cáo buộc hành quyết Mark Levin, phóng viên của tờ báo Bank của Ukraine, theo một cuộc điều tra về cái chết của ông do tổ chức phóng viên không biên giới tiến hành quân đội Nga có thể đã cho tấn ông trước khi giết ông. Các nhà báo khác bị giết ở Ukraine bao gồm Brett Reno, một nhà làm phim Mỹ bị quân đội Nga bắn chết bên ngoài Kyiv, Yehani Sakun, một nhân viên quay phim người Ukraine thiệt mạng khi lực lượng Nga nã pháo vào một tháp truyền hình ở Kyiv. Pierre Zaritsky, một nhà quay phim của Fox News, đã thiệt mạng khi xe của anh ta bị cháy bên ngoài Kyiv. Osenna Polina, một nhà báo Nga bị giết ở Kyiv, Matas Kedarsis, một nhà làm phim người Lithuania bị giết ở Mariupol, và Federic Imhoff, một nhà báo Pháp thiệt mạng khi đang đưa tin về các nỗ lực di tản dương thường ở vùng Luhansk. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Ukraine cảnh báo vụ tấn công nhà máy hạt nhân có thể ngang với sử dụng bom nguyên tử. Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào một nhà máy điện hạt nhân có thể tương đương với việc sử dụng bom nguyên tử sau khi các cuộc pháo kích của Nga gây ra thiệt hại cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào hôm thứ Sáu. Nga đã tiến hành cuộc xâm lược vào quốc gia Đông Âu vào cuối tháng 2 tuyên bố rằng họ muốn giải phóng khu vực ly khai Donbass và loại bỏ chính phủ Ukraine của Đức Quốc xã, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người do so thái. Hơn 5 tháng sau cuộc chiến lược, lực lượng phòng thủ Ukraine mạnh hơn dự kiến đã buộc các cuộc giao tranh phải tập trung ở miền đông Ukraine, nơi có cơ sở hạt nhân lớn nhất Âu Châu, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lo ngại quân đội Nga có thể gây ra thiệt hại cho nhà máy, do đó làm tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân. Đã diễn ra kể từ tháng 3, khi quân đội của Mạc Tư Khoa chiếm giữ nhà máy và bắt đầu pháo kích. Những lo ngại này đã được tăng thêm vào hôm thứ Sáu, khi quân đội Nga được cho là đã nổ súng từ nhà máy một lần nữa. Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Sáu đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ nổ súng, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm vào nhà máy đều có thể gây ra những tác động tàn phá tiềm tàng. Bộ Ngoại giao Ukraine viết rằng hậu quả có thể xảy ra khi va vào một lò phản ứng đang hoạt động tương đương với việc sử dụng bom nguyên tử. Nga đã chuyển các xe tải quân sự chở đầy vũ khí tới nhà máy vào đầu tháng này. Tuyên bố cho biết vụ pháo kích bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại cho đường dây cung cấp điện cao thế của nhà máy. Nó cũng làm hư hỏng trạm nitro oxy của nhà máy và tòa nhà phụ trợ kết hợp theo công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine Anegorotom. Các cuộc tấn công cũng dẫn đến nguy cơ rò rỉ hydro, bắn tung tóe các chức phóng xạ và nguy cơ hỏa hoạn cao. thêm 4 tàu chở lương thực rời cảng Hắc Hải. Các quan chức Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 4 tàu chở thực phẩm của Ukraine đã khởi hành từ các cảng ở Hắc Hải của Ukraine vào ngày chủ nhật như một phần của thỏa thuận nhằm mở lại các hoạt động xuất khẩu đường biển của nước này. Bốn tàu hàng vừa rời bến đã chở hơn 160.000 tấn ngô và các loại thực phẩm khác. Việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc đang được giám sát bởi trung tâm điều phối chung, gọi tắt là JCC ở Istanbul, nơi các nhân viên Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đang làm việc. Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận này vào tháng trước sau khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo về khả năng bùng phát nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới do việc vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine bị đình trệ đã làm giảm nguồn cung cấp và khiến giá tăng cao. Trước cuộc xâm lược, Nga và Ukraine đã cùng nhau chiếm gần 1 phần 3 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. JCC đã cho phép khởi hành tổng cộng 5 tàu mới qua hành lang hắc hải. 4 tàu xuất phát từ Kunomos và Odessa chở 161.084 tấn thực phẩm và một tàu đến Odessa. Thông tin chi tiết về các tàu đã rời cảng Ukraine. Họ bao gồm tàu Glory với một chuyến hàng 66.000 tấn ngô đến Istanbul và Win chở 44.000 tấn ngô hướng đến Iskaderin của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tàu khác đã rời Ukraine là Star Halina với 45.000 tấn thực phẩm hướng đến Trung Quốc và Mustafa Nakati, chở 6.000 tấn dầu hướng dương và hướng đến Ý. JCC cũng cho biết họ đang gần hoàn tất các thủ tục vận chuyển để chính thức hóa các hoạt động nhằm hỗ trợ thực hiện thương vụ ngũ cốc. Các thủ tục dự kiến sẽ được công bố vào đầu tuần này. Đại sứ quán Ukraine tại Lebanon cho biết, con tàu đầu tiên rời cảng Ukraine theo thỏa thuận sẽ không đến Liban vào hôm Chủ nhật như kế hoạch. Razoni rời Odessa hôm thứ Hai tuần trước, mang theo 26.527 tấn ngô. Đại sứ quán nói với Reuters rằng con tàu bị chậm trễ và không đến nơi hôm nay. Không có chi tiết về ngày đến hoặc nguyên nhân của sự chậm trễ. Dữ liệu vận chuyển trên marine traffic. com cho thấy tàu Razoni ở ngoài khơi bờ biển thổ nhĩ kỳ vào sáng hôm chủ nhật. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đi tu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.